Sao ấy? Rất bình tĩnh. Và xử lý rất bình tĩnh của cầu thủ trẻ Bình Vạn. Văn Việt không được. Và xử lý rất tốt của Văn Việt, tuy nhiên bóng đã không đi theo ý muốn của mình. Đàn leo lên, đàn lên cao mới bước nữa đi. Công phát ăn luôn làm đéo mà về. Không được à. Đưa bóng không tốt của Đình Vạn. Huy Báo không được. Vẫn là góc sút sở trường của Huy Báo. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay, thi đấu ngày hôm nay thì Huy Báo đã chơi thực sự không tốt. Phản công cho cầu thủ Hồng Bến. Liên tiếp vào những pha bỏ lỡ cơ hội rất ngoan của Huy Báo. Và quân bóng thiếu kinh nghiệm của các thủ hậu vệ bên phía B2. Rất tốt, Văn Huy, Văn Việt. Như vậy sẽ có quả đá phạt cho các thủ. Văn Huy. Rất tốt Văn Huy. Đình Vạn sút không được. Và sút bóng hơi hiền của Đình Vạn. Phản công cho các thủ số bốn. Không được. Và chuyền bóng hơi khó của Huy Báo. Huy Báo đã mệt rồi. Các thủ số bốn nên có sự điều chỉnh nhân sự. Khi liên tiếp với những pha bóng hỏng của Huy Báo. Pha chạy người rất kinh nghiệm của Văn Nhật. Sẽ là quả đá biên cho các thủ B2. Huy đá rất tốt. Nhanh lên Nhật ơi. Đã có lỗi kê chân của cầu thủ sông Bến. Như vậy thì Văn Minh đã bị thẻ vàng cảnh cáo của ông tài. Đội tuyển bóng vẫn là Văn Hoạn. Tỷ lệ sút thấp hơn của trước một tẹo nữa thôi. Không được. Không được. Và trận bóng rất kịp thời của Văn Đạt. Không có gì ngoài kinh nghiệm đấy. Sẽ quả phát bóng lên cho các thủ sang bên. Ma ơi đã trận trước trận sau chứ, đã chưa? Càng đi đá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong bến Hòa thì có được không? Được. Mỏi rồi. Sao mai đeo tai phone nào? Đào mày đeo tai phone nào? Như vậy là có lỗi của cầu thủ thứ hai sẽ có đá phạt cho cầu thủ số 4. Hai đợt cho cầu thủ sân bến, như vậy thì Văn Minh mà số 13 đã có bàn thắng cho mình. Một cú sút rất quyết đoán của Văn Minh. Các thủ sân bến có sự thay đổi người. Ra sân Huy Báo, vào sân sẽ là Văn Tý. Huy số 11 ra đi. Thằng Quân ơi. Bán làm gì, đang là để thua nó phải bán. Vâng thầy, thầy không nhận thằng. Thầy tí tối về viết cho chị Phương hãy sớm. Đứng đi nha. Đứng đi nha thầy coi. Đấy nha. Đây đây đây. À chị Phương ơi, tối tí mai chưa. Tối mai em lướt nha để em bảo bán được. Tối mai em lướt nha để bán được. Tốt. Cầu thủ B2 có sự thay đổi người. Ra sân Văn Huy và sân Văn Quân. Con thể lực yếu. Nhìn nó to bạo. Lổ luôn. Các thủ B2 có sự thay đổi người. Ra sân Văn Dũng và sân Văn Tý. Phương hô bán độ, Quân bán độ, thật là Phương ơi. Cầu thủ B2 có sự thay đổi người. Ra sân Đình Vạn và sân Văn Huy. Ôi mẹ, mười đã tiếp chân từ bao giờ rồi. Cầu
trả lại con đà lão được à? À, bị ba chạm đủ bây giờ thì đi vào khoảng 2 phút. Lổ thôi, lổ thôi. Rất tốt, pha sút của Văn Huệ, pha sút chìm. Pha sút bóng như vậy thì chúng tôi rất khó có thể phán đoán được hướng bóng. Sẽ là quả phát bóng lên cho các thủ B2. Sẽ là quả đá biên cho thủ B2. Lắm lên ra cho nhiều đầu đá lên chân. Lại nhiều đầu đá lên chân. Lên. Lên. Cánh luôn. À, rất tốt, rất tốt của Văn Việt. Cường bắt thì chắc rồi. Tí con kìa. Nhật này. Ôi giời ơi. Thay tôn nữa. Các thủ sở bến có sự thay đổi người. Ra sân Văn Tuân và sân Văn Vinh. Thằng kia đang được không đi ra đây thay nhá. Đấy vừa bảo đó. À, cả sáu người ta chỉ mong cái đấy thôi, không làm được. Như vậy là cái lỗi của các thủ sắp đến. Còn Việt đang bị đau. Còn Việt là cầu thủ trẻ của B2, tuy nhiên chơi rất quả cảm. Cố lên, đang thua, cố lên. Sẽ là quả đá phạt cho các thủ B2, như vậy sẽ có còi.
bật luôn. Bốc. Không đá. Bốc không đá lại dày lại chè. Bây giờ xuống sâu đúng không? Bia ơi, bia ơi. Bia ơi, đứng bằng rào ấy, đại phát chết luôn. Đừng đứng làm đà đi không làm gì cả. Đấy. Đây là quả đá biên cho các thủ B2. Đừng bảo cho nó làm gì, cho nó bị vận bóng. Một nữa cũng tốt rồi. Chậm. Bóng vào giữa một tí đã. Một người vào giữa đấy. Nhanh chân. Văn Việt. Đó là lỗi của các thủ sân bến. Như vậy là có thẻ vàng của trọng tài được rút ra cho Văn Đạt. Như vậy trong trận thi đấu ngày hôm nay thì các thủ sân bến đã
ba thẻ vàng cảnh cáo của Văn Tài, Văn Thụ, Văn Minh và Văn Tài. Cái thẻ sẽ là một quả sút thẳng của Văn Huy dành tặng cho cậu của mình. Không được. Các thủ sân bến có sự thay đổi người, ra sân Văn Vinh và sân Văn Đạt. Rồi. Các thủ sân bến có sự thay đổi người. Ra sân Văn Đạt mang số 2 và Sơn Huy Báo mang số 9. Sẽ quả phát bóng lên cho các thủ B2. Chơi thủ thứ hai, Văn Việt, rất tốt, không được, rất đáng tiếc cho các thủ thứ hai với pha bóng vừa rồi, và chuyền bóng như đặt vào đầu của Văn Tuân, tuy nhiên anh đã không thực hiện được. Như vậy Văn Tuân đã có tới hai cơ hội gọi an, tuy nhiên.